Bạn vừa xem đó là cảnh rái cá Tina bị kích động với tiếng ồn. Bởi lỗ tai của rái cá rất thính, nên sống trong thế giới con người, những âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng làm cho rái cá hốt hoảng, lo sợ. Huống chi rái cá Tina đang bị bệnh trầm cảm từ khi cùng rái cá TV đi chơi biển về. Đáng lý, trong chuyến đi đó tôi sẽ thả rái cá Tina và TV cùng với nhau về rừng. Nhưng khi mấy bạn học trò, người cá thấy TV bơi vô trong rừng khiến cho mấy bạn ấy tự nhiên lo lắng quá, sợ quá, đòi bắt lại. Rồi làm cho phụ huynh quýnh quán lên luôn, ùa theo bắt rái cá cho bằng được. Ai cũng nghĩ mấy con rái cá này chưa đủ kỹ năng sống về thiên nhiên, Tiêu nên mang về đi để dạy thêm cho bắt cá. Thế là Tiêu đành thất hiếu với rái cá TV, và Tina đem về nhà con TV nó buồn quá, nó mê bơi quá. Nó bơi riết mà nó bệnh viêm phổi, nó chết luôn, bởi vì nó lớn rồi mà nó ăn uống không đủ chất. Rái cá vuốt bé là nó chuyên ăn những loài giáp xác thân mềm, tôm cua đồ, mà ở với con người, ở với bạn Tiun ngày nào cũng cho ăn cơm với bí đỏ với trứng, mà thằng nhỏ bơi hoài sao chịu nổi. Còn rái cá Tina vì nhớ TV, sau một thời gian bệnh trầm cảm luôn, rồi cũng bị bệnh viêm đường ruột do virus corona ở chó gây ra. Loại virus này khiến cho Tina chán ăn, mệt mỏi, tiêu chảy cũng như bạc bô virus vậy đó. Còn bây giờ, năm 2020 có một loại virus corona mới gây hại cho con người ở đường hô hấp. Nó là biến chủng của corona ở chó. Do các nghiên cứu thí nghiệm động vật hoang dã của các nhà khoa học ở Trung Quốc mà tạo ra cái loại virus corona mới. Mặc dù từ năm 2015 tôi đã dốc tiền và công sức thu mua thú hoang dã bị bắt bán sang Trung Quốc làm thí nghiệm khoa học. Thường là họ thu mua khỉ, mua lần cả trăm cả ngàn con vậy đó. Mình tuy ôn cứu rồi thả vô trong rừng đâu có ai hiểu đâu. Nhờ vậy mà tôi mới quen được mấy mối bán thú hoang dã kinh khủng khiếp ở Việt Nam, mới giải cứu được nhiều siêu thú quý hiếm cho đất nước. Những việc làm này chỉ có người lớn, những người làm việc chung với Tiun họ biết. Đó là lý do mà Tiun cũng quen được giám đốc của vườn quốc gia Nam Cát Tiên, sau này hỗ trợ Tiun thả thú về rừng. Chứ lúc này là Tiun chưa có quen biết gì hết, cứ nghĩ là nuôi thú là đem vô những cái khu rừng mà chưa ai biết rồi thả vô đó thôi. Đến khi mà Tiun hết tiền rồi, cứu vật động vật mệt quá mà có một mình à, rồi bị mấy bạn nhỏ không hiểu làm clip nói xấu Tiun, so sánh Tiun với những YouTuber khác, trong khi Tiun là cứu động vật. Tiun dùng cái tiền cứu động vật nó nhiều hơn tiền YouTube rất là nhiều, mà không được cộng đồng ủng hộ. Kêu gọi bảo vệ động vật cũng bị trì trệ, bởi vì coi clip mấy bạn không có nhấn like nhiều, thì làm sao mà nhiều người biết đến chương trình bảo vệ động vật của Tiun. Trong khi cái tiền cứu thú hoang dã là cái tiền dành dụm cả một thập kỷ của Tiun làm công nghệ thông tin, thiết kế website phần mềm, làm quảng cáo cho người ta. Đáng lý là Tiun phải có một cái cuộc sống rất là tốt, mà Tiun cứu động vật hết luôn vì mấy bạn, vì đất nước Việt Nam. Bây giờ quả báo cũng đã đến rồi. Bao năm vất vả cứu thú hoang dã của Tiun khỏi bị con người làm hại, giờ cái con virus mới nó ra đời để báo ứng lại những việc làm hại của con người đối với động vật. H5N1, virus corona, các bạn thấy chưa?